các bạn đang đến với bản tin 17 giờ được thực hiện bởi Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay ngày 9 tháng 11 năm 2017 gồm những nội dung chính như sau đâm chết bạn trên tàu rồi đẩy xác xuống biển bắt khẩn cấp kẻ đánh chết con gái mới 4 tháng tuổi bắt tạm giam kẻ đâm chết em gái của người tình chú hội ôm 7 tỷ bỏ đi 130 hộ dân hoang mang ngờ trả hồ sơ vụ U60 giết người ngủ cạnh vợ. Bán đất công lấy tiền xây cổng chào ba cán bộ xã bị khởi tố. Lầu năm gốc xác nhận ba tàu sân bay Mỹ tập trận chung ở Thái Bình Dương. Và sau đây là thông tin chi tiết. Sáng ngày 9 tháng 11, Đồn biên phòng Bến Đá, Bà Rịa Vũng Tàu nhận được trình báo về việc thuyền viên Nguyễn Tuấn Kiệt, 21 tuổi, quê đầm dơi Cà Mau, đi trên tàu cá BD 93711 TS bị bạn thuyền đâm chết trên biển. Làm việc với bà Nguyễn Thị Tâm, trú thành phố Vũng Tàu, đại diện chủ tàu cá, bà cho hay chiều ngày 8 tháng 11, các thuyền viên trên tàu thức dậy phát hiện thiếu vắng thuyền viên Kiệt nên tìm kiếm. Khi hỏi thuyền viên Lâm Tấn Dạng, 24 tuổi, quê thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng, thì anh ta nói đã đâm chết kiệt, rồi đẩy xác xuống biển. Kể xong, Dạng chạy ra phía sau tàu, cầm hai con dao và dọa sẽ đâm chết ai có ý định khống chế. Đồn biên phòng Bến Đá đã liên lạc và hướng dẫn tàu cá đưa nghi phạm vào công đảo để bàn giao cho lực lượng biên phòng tiếp tục điều tra làm rõ. Trao đổi với pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, Đại tá Trần Thái Học, trưởng công an huyện Văn Canh, Bình Định cho biết, ngày 8 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện này đã bắt giữ khẩn cấp Đoàn Văn Úc 35 tuổi, ngụ ở thôn Suối Đá, xã Canh Hiệp, huyện Văn Canh về hành vi giết người. Theo đại tá học vào lúc 9 giờ sáng cùng ngày, vợ Úc là chị Đoàn Thị Vương 37 tuổi, ngủ ở xã Canh Hòa, huyện Vân Canh, về nhà thì phát hiện con gái là Đoàn Thị Mờ, 4 tháng 6 ngày tuổi nằm bất động trên nền nhà, trên người có nhiều vết bầm tím nên hô hoán hàng xóm đến ứng cứu, tuy nhiên bé đã tử vong. Theo trình bày của chị Vương, sáng sớm cùng ngày khi bé Mờ khóc, Đoàn Vân Úc chửi mắng vợ đòi giết con. Sau khi cho bé bú, chị Mờ đặt con nằm ngủ rồi sang nhà hàng xóm, sau đó thì sự việc xảy ra. Cũng theo lời của chị Vương, bé M là con gái thứ hai của hai vợ chồng. Tuy nhiên, từ khi bé M được sinh ra, đoàn văn Úc thường xuyên mắng vợ, cho rằng bé không phải là con ruột của Úc do nước da khuôn mặt không giống mình. Trong những lần cãi nhau với vợ, Úc thường xuyên đòi giết bé. Ngày 9 tháng 11, cơ quan điều tra có 3 thành phố Cần Thơ đã khởi tố bị can bắt tạm giam Lê Hoàng Lực. 47 tuổi, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều, để điều tra hành vi giết người. Theo kết quả điều tra ban đầu, Lực có quan hệ tình cảm với chị Liên, ngụ xã Trường Long, huyện Phong Điền. Em gái của chị Liên là Cao Thị Tuyết Nhung, 31 tuổi, nhiều lần phản đối mối quan hệ này. Rạng sáng gần một tuần trước, 3 tháng 11, chị Liên đang ngủ trong nhà thì nghe tiếng em gái la lớn, đang giằng co với Lực. Lúc này, trên người chị Nhung có nhiều vết thương gây mất máu. Chị Liên nhờ Lực đưa em gái đi cấp cứu, nhưng người đàn ông này từ chối và bỏ trốn. Do vết thương gây mất máu cấp, chị Nhung đã tử vong. Cơ quan chức năng xác định Lực là thủ phạm cầm dao gây thương tích cho nạn nhân dẫn đến tử vong. Trưa ngày 5 tháng 11, cảnh sát đã bắt giữ Lực khi hắn đang lận trốn tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Răng. Tại cơ quan điều tra, Lực thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sáng hôm nay 9 tháng 11, trao đổi với phóng viên Thượng tá Nguyễn Ngọc Thanh, trưởng công an huyện Krong Anna, Đắk Lắk cho biết công an huyện đã nhận đơn của người dân và đang xác minh. Theo ông Thanh, trong đơn người dân tố cáo bà Phan Thị Thanh Trúc, 39 tuổi, trú tổ dân phố 5 thị trấn Buôn Trắp, chủ dây hội tại thị trấn Buôn Trắp ôm 7 tỷ đồng tiền góp của 130 hộ dân bỏ đi khỏi địa phương. Ông Thanh nói, công an huyện đã giao cho các đơn vị nghiệp vụ nhận đơn, thông tin của người dân để thống kê số tiền, tiến hành điều tra. Đơn vị cũng đã gặp người nhà bà Trúc để nắm thông tin. Theo người dân, bà Trúc là tiểu thương bán gạo tại chợ Buôn Trắp và đứng ra làm chủ đại hội tại đây. Nhiều năm bà Trúc thực hiện việc huy động vốn, trao lãi cho người tham gia rất sòng phẳng, uy tín. Tuy nhiên, từ đầu tháng 11 năm 2017, một số người đến xin hốt hội thì bà Trúc lấy nhiều lý do không đưa. Đến ngày 4 tháng 11 thì bỏ đi khỏi nhà, khóa số điện thoại. Đến nay đã thống kê được 130 người với tổng số tiền khoảng 7 tỷ đồng. Hiện bà con vẫn tiếp tục thống kê số người tham gia dây hội này để gửi cơ quan chức năng, chị Phạm Thị Minh Tuyền 26 tuổi, người đã góp 15 triệu đồng cho bà Trúc cho biết. Theo người dân, trong dây hội bà Trúc đa phần là nông dân, tiểu thương buôn bán nhỏ nên nên việc chủ hội bỏ đi khiến người dân rất lo lắng. Trong số này có người giấu gia đình góp hàng trăm triệu đồng, sợ mất tiền nên tự tử rất may đã được cứu kịp thời. Sáng ngày 9 tháng 11, sau 3 ngày xét xử và nghị án, hội đồng xét xử tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét thấy vụ án có nhiều tình tiết chưa được làm rõ nên quyết định trả hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền để điều tra bổ sung đối với bị cáo Nguyễn Đào. Tại phiên tòa, bị cáo Đào đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội, bị cáo này còn khai đã biết chuyện vợ ngoại tình nhưng không muốn nói ra vì thương các con. Tuy nhiên, vợ Đào phủ nhận điều này và cho rằng bản thân không có mối quan hệ bất chính các con của bị cáo Đào cũng cho biết bị cáo này thường nhẫn tâm ra tay đánh đập vợ con theo cáo trạng ông Đào và vợ là bà Ngô Thị Thu Hờ 47 tuổi có bốn người con gái cùng sinh sống tại quận Tân Bình cuối năm 2016 bà Hờ dọn ra ở riêng tại quận 12 và đưa bốn con cùng về đây bà Hờ cũng thuê ông Nguyễn Viết C sinh năm 1978 lái xe tải chở hàng cho mình và cho ông này ở chung nhà để tiện việc vận chuyển hàng hóa. Từ đó, ông Đào nghi ngờ vợ mình có mối quan hệ bất chính với ông C. Ông Đào xin vợ cho ở chung để gia đình đoàn tụ. Bà Hơ đã không đồng ý, dẫn đến phát sinh mâu thuẫn cự cãi. Bà Hơ báo công an địa phương trục xuất ông khỏi nhà. Khoảng 1 giờ ngày 22 tháng 2 năm 2017, ông Đào đột nhập nhà bà Hờ thuê lên phòng ngủ ở tầng 1 thì thấy bà Hờ và ông C đang ngủ gần nhau dưới sàn nhà. Ông Đào xuống bếp lấy một cây gỗ đập vào đầu ông C. Các con ông Đào nghe tiếng hét liền chạy vào ca ngăn cha và báo công an. Ông C được đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong. Ông Đào bị bắt ngay sau đó. Ngày 8 tháng 11, Công an huyện El Hắc Đắk Lắc đã khởi tố nguyên 3 cán bộ xã El Hau vì đã thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý để mất trên 8 hecta đất công. Đó là Trần Đình Vân, nguyên chủ tịch xã El Hau giai đoạn 2000-2010, ca bả y tớp, nguyên chủ tịch xã Eo Hao giai đoạn 2010-2015 và Nguyễn Kim Dũng, nguyên cán bộ địa chính xã giai đoạn 2000-2015. Trước đó, ngày 6 tháng 7 năm 2015, Công an huyện Eh Leo đã khởi tố chính bị can nguyên là bí thư chi bộ, thôn trưởng, thôn phó của 8 thôn 8A, 8B, 9A, 9B của xã Eo Hao do lạm quyền trong thi hành công vụ. Kết quả điều tra cho thấy từ năm 2000 đến năm 2015, nguyên chính bí thư chi bộ thôn trưởng thôn phó của thôn này đã lợi dụng sự sơ hở của việc quản lý đất đai thuộc dự án đầu tư kinh tế xã hội di dân tự do của Ủy ban Nhân dân xã Eo Hao để tổ chức hợp dân và bán trên 8 hecta để lấy tiền phục vụ lợi ích cục bộ của địa phương. Theo đó, số tiền bán đất được chi vào làm cổng chào nhà văn hóa, đường nông thôn. Điều này gây thiệt hại cho tài sản nhà nước trên 1 tỷ đồng. Mở rộng điều tra, công an huyện E.H.Leo đã khởi tố thêm 3 nguyên cán bộ xã nói trên. Theo Reuters, chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ Scott Swift cho biết hiếm khi có hai tàu sân bay diễn tập chung và càng hiếm hơn khi có tới ba hàng không mẫu hạm huấn luyện chung. Ông Swift cho biết thêm một cuộc diễn tập diễn ra từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 11 khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Việt Nam và Philippines. đô đốc Swift nhấn mạnh, cuộc tập trận với sự tham gia của ba nhóm tác chiến tàu sân bay sắp tới ở tây thái bình dương là bằng chứng rõ ràng về khả năng độc nhất vô dị và cam kết vững chắc của hạm đội thái bình dương trong việc duy trì an ninh và ổn định ở khu vực ông swift không nói rõ ba tàu sân bay nào sẽ tham gia cuộc tập trận nói trên Trước đó, Reuters dẫn một số nguồn tin tiết lộ tham gia cuộc tập trận hiếm hoi sắp tới, gồm có tàu sân bay USS Nimitz, USS Ronald Reagan và USS Theodore Roosevelt cùng các nhóm tàu hộ tống, trong đó có khu vực hạm và tàu ngầm. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên đang căng thẳng và Washington quan ngại về tình hình ở biển Đông. Dân Háp dẫn lời một số nhà quan sát cho rằng cuộc tập trận với sự tham gia của ba tàu sân bay sắp tới nhằm thị uy đối với Triều Tiên. Trước đó, tờ Manila Bulletin dẫn lời ông Patrick Murphy, phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ, phụ trách Đông Nam Á, cho hay Tổng thống Trump sẽ thảo luận về việc tuân thủ luật pháp quốc tế ở Biển Đông tại hội nghị ASEAN ở Manila từ ngày 12 đến 13 tháng 11. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 17 giờ trên báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những bản tin tiếp theo. Bạn đã cập nhật tin tức ngày hôm nay? Bạn quá bận rộn để theo dõi những thông tin pháp luật trong và ngoài nước? Hãy đến với chúng tôi. Bản tin 17 giờ được phát sóng từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh belo.vn. Bản tin 17 giờ nhanh chóng, kịp thời, chính xác.